Xin chào các anh chị, chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy, khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa." Nhưng người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi." Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con đi mua thức ăn cho cả đám đông này." Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người." Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Xin niệm lời Chúa. Đến cuối thời gian hoạt động, Đức Giêsu lại chia sẻ bữa tiệc vượt qua này với các môn đệ. Bữa tiệc này nhắc lại lịch sử của quan hệ của Thiên Chúa với Israel và đưa tới chỗ hoàn tất. Đức Giêsu lại ăn tiệc với các môn đệ như cách hiệp thông riêng tư với các ông. Tại đây, mọi sự được quay hướng về các hình thái khác của sự hiện diện của người giữa các môn đệ, về sự hiệp thông không cùng của họ với người. Tuy nhiên, các môn đệ không thể tự ru ngủ mình trong sự an toàn. Chính họ đã thấy định mệnh của Đức Giêsu là một chướng kỳ. Chính họ đã không đủ sức liên kết với người. Trên thập giá, Đức Giêsu đổ máu ra bằng cái chết của người. Người đã thiết lập giao ước mới, tạo điều kiện cho có sự hiệp thông vĩnh viễn của Thiên Chúa với loài người. Đức Giêsu mãi mãi ở với họ và sẽ là đấng chịu đóng đinh đã hiến tặng mạng sống cho họ. Cho đến nay, người đã ở giữa họ theo cách thấy được rõ ràng bằng mắt thường. Kể từ nay, người sẽ ở với họ trong bánh và rượu, trong tư cách đấng chịu đóng đinh, trong tư cách dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa và sự sống. Tất cả những điều này sẽ tới mức viên mãn khi nước Thiên Chúa được tỏ hiện. Hôm nay chúng ta đã quen coi truyền thống về bữa tiệc ly như là một thành phần thuộc cuộc thương khó. Điều này chính tác giả Marco đã nhắm. Bữa tiệc này được quy hướng về thập giá và phục sinh. Bữa tiệc này kết thúc các bữa tiệc Đức Giêsu dùng với các người tội lỗi và với dân chúng, và đưa các môn đệ vào cuộc thương khó. Người Kitô hữu khi tham dự vào bữa tiệc thánh thể thì cũng đã được đặt trên cùng một nẻo đường. Thật ra, đứng trước mầu nhiệm thánh thể, chúng ta cảm thấy ngỡ ngàng, kinh ngạc, nhưng không phải vì sự cao cả uy hùng của Thiên Chúa, nhưng là vì sự chiếu cố và tình yêu của người đối với chúng ta. Bí tích thánh thể trước tiên chính là việc tưởng niệm một tình yêu không thể cao cả hơn, tình yêu hy sinh mạng sống cho bạn hữu mình. Thank you.
Thank you.